Thưa quý vị, năm 2022, dù ngành sản xuất lúa gạo đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo và các giải pháp quyết liệt từ Sở Nông nghiệp và các địa phương, sản lượng lúa của tỉnh vẫn đạt gần 29 triệu tấn, như kế hoạch đề ra. Phát quy kết hoạch đó, trong năm 2023, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục đạt chỉ tiêu sản lượng lúa đạt 2,7 triệu tấn, trong đó sản lượng lúa chất lượng cao đạt 65% để đạt mục tiêu này ngành nông nghiệp tỉnh yêu cầu ngành chức năng liên quan cùng các địa phương tập trung mọi điều kiện khắc phục bất lợi của thời tiết để ứng dụng thăm canh phòng trừ dịch bệnh và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp bên cạnh đó ngành sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển các hợp tác xã tổ hợp tác nâng cao năng lực chủ động liên kết tiêu thụ đầu ra ký kế kết hợp đồng liên kết sản xuất theo chuỗi sản xuất có địa chỉ nhất là nhân trọng diện tích tham gia cánh đồng lớn